Nè bà con ơi, nhìn lên. Nhà trai nhà gái đâu? Vô một hai ba vô cùng đi. Rồi vô đi. Hôm nay ăn để ngày mai anh Thảo về Pháp nha bà con ơi. Ăn đủ dòng họ nghe thấy rất là vui phải không? Không biết mà nó khỏi nướng một lát phô mai nó chảy rồi bỏ lên phô mai rồi khỏi nướng cái thịt muối nó ra mỡ nhiều ăn ngán lắm. Ờ này thì bảo đảm biết luôn. Gà riêng riêng xua hạnh. Mà con để cái gì mà con đâu biết bốc lên như thế chứ. Biết là con cầm gì rồi. Thôi mời mọi người giờ ăn nhanh nhanh đừng dọn bớt dĩa nha chứ thì giờ đầy hết. Nó lên bớt được.